Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thi công cầu vượt nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Biểm Sơn với quốc lộ 1A, 30 nhà dân tại thị xã Biểm Sơn đã bị nứt hư hỏng nặng. Mặc dù các đơn vị liên quan đã tiến hành giám định thiệt hại, tuy nhiên hơn 6 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành, các hộ dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Dự án cầu vượt nút giao thông đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Biểm Sơn với quốc lộ 1A được thi công từ tháng 10 năm 2016, hoàn thành vào tháng 1 năm 2018. Dự án do Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đơn vị bảo hiểm dự án là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội Thanh Hóa. Trong quá trình thi công, nhà của các hộ dân ở ngay sát công trình đã bị nứt, hư hỏng nặng. Cứ có mưa là rột ở ngoài. Uh ngấm nước ở ngoài ngoài sân thượng vào trong nhà nên là cứ mỗi một lần mưa là phải gia đình phải đi hứng cho nên là cái ảnh hưởng rất lớn đến công việc với cái, cái sinh hoạt hàng ngày của gia đình trong cái thời gian coi như là bị ảnh hưởng đến nay coi như là chúng gia đình chúng tôi nhiều khi mưa gió mưa mưa bão là phải đi ở nhờ cũng không không dám ở trong gia đình vì sợ cái như nó bị ảnh hưởng thép rồi là nó bị rơi sau nhiều lần người dân gửi kiến nghị đòi giải quyết bồi thường, đến tháng 4 năm 2018, chủ đầu tư cùng đơn vị bảo hiểm và các đơn vị liên quan đã tiến hành việc giám định thiệt hại. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông báo về mức bồi thường. Do đó, các hộ vẫn chưa thể sửa chữa nhà. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 và các đơn vị có liên quan kịp thời chi trả bồi thường cho các hộ dân theo quy định. Liên quan đến việc 214 hộ dân của xã Thiết Ống huyện Bá Thước bị nứt nhà do lô dung trong quá trình thi công dự án nâng cấp quốc lộ 217 giai đoạn 1, đoạn từ ngã ba Đồng Tâm đến cửa khẩu quốc tế Nam Mèo mà Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa đã phản ánh. Đến nay, đơn vị thi công và công ty bảo hiểm đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường cho các hộ dân. Như chúng tôi đã đưa tin, trong quá trình thi công đường quốc lộ 217, 214 hộ dân thuộc phố Đồng Tâm 1, Đồng Tâm 2, thôn Bá Lộc và thôn Triềng, xã Thiết Ống, huyện Ba Thước bị hư hỏng nhà cửa do lô dung. Sau đó, phía chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công và công ty bảo hiểm đi kiểm tra, kiểm định mức độ thiệt hại và đã thống nhất bồi thường với tổng số tiền 312 triệu đồng. Thế nhưng, hơn 2 năm chờ đợi, người dân vẫn không nhận được tiền bồi thường. Do đó, các hộ đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương, phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri và thông qua các cơ quan báo chí sau khi đã phát thanh truyền hình Thanh Hóa phản ánh trong chương trình thời sự ngày mùng 4 tháng 7, hơn 10 ngày sau, ngày 5 tháng 7, đơn vị thi công và công ty bảo hiểm đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường cho 214 hộ dân với tổng số tiền 312 triệu đồng. Sông nhà Lê có nhiệm vụ đảm bảo tiêu úng cho các huyện Thiệu Hóa, Quảng Sương, Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên do bị ách tắc nhiều đoạn nên đã tạo áp lực lớn cho công tác tiêu thoát lũ và là nguyên nhân gây ngập úng cho nhiều khu vực. Sông nhà Lê đoạn chảy qua khu vực phường Năm Ngạn, thành phố Thanh Hóa, đất đá thải và rác được đổ tràn lan trên bờ sông, tràn xuống cả lòng sông, làm thu hẹp dòng chảy. Tại nhiều đoạn sông thuộc địa phận xã Đông Tân, phường An Hoạch và phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, bèo tây, rau muống phủ kín mặt sông, khiến cho dòng chảy bị ách tắc. Đặc tắc nhất là đoạn từ cầu cốc mà xuống đến cầu Lê Thành và hệ thống nạo vét cái dòng chảy. Ấy đạo vét đáy kênh là chưa hoàn chỉnh. Hai bên bờ thì dân là lấn chiếm vi phạm là rất là khó khăn cho công tác quản lý. Đấy, vừa rồi cái, 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 tiêu úng là chỗ cái thầu 21 là tiêu úng là chưa được tốt, là tiêu úng sẽ dẫn đến chậm đi. Việc ách tắc thường xuyên trên tuyến sông Nhà Lê không chỉ gây khó khăn cho công tác tiêu úng, gây ngập lụt cho nhiều khu vực trong mùa mưa lũ, mà còn làm nước sông bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân dọc hai bên bờ sông. Trước khi bước vào năm học mới 2018-2019, hàng loạt trường mầm non trên địa bàn huyện Hoàng hóa đã được đầu tư xây mới, cải tạo và đang gấp rút hoàn thiện để đón học sinh tựu trường. Năm học 2018-2019, huyện Hoàng hóa dự kiến sẽ có khoảng gần 14.600 học sinh bậc học mầm non ra lớp, tăng gần 1.000 học sinh so với năm học trước để khắc phục tình trạng học sinh phải học nhờ tại nhà văn hóa thôn hoặc phải dồn lớp do thiếu cơ sở vật chất trong những năm học trước huyện Hồng Hóa đã dành hơn 100 tỷ đồng để đầu tư xây mới cải tạo 14 trường mầm non, đảm bảo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Hiện các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các công trình để đón học sinh tiệu trường vào ngày 23 tháng 8 sắp tới. Với sự quan tâm đầu tư về nhiều mặt của huyện, ngành giáo dục Hồng Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% trường mầm non trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, sau khi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa phản ánh tình trạng rác thải đổ ra giữa đường dân sinh đi vào làng Quang Trung, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, địa phương đã chỉ đạo thu gom, dọn dẹp trả lại nguyên trạng của con đường. Địa điểm này cách đây vài ngày, rác được đựng trong các bao bì túi ni lông chắn toàn bộ con đường. Rác ủn ứ lâu ngày bốc mùi hôi thối, gặp trời nắng gắt hay mưa dài ngày còn gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Nước thải từ bãi rác tự phát này chảy trực tiếp xuống toàn bộ cánh đồng, không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, sau khi địa phương vào cuộc xử lý, rác thải đã được thu gom, vận chuyển đi nơi khác, con đường được trở lại vẻ phong quang sạch đẹp như ban đầu. Qua sự việc này cho thấy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra giám sát, việc thu gom, vận chuyển và tập kết xử lý rác thải sinh hoạt là rất quan trọng. Nếu chính quyền buông lòng trách nhiệm thì sẽ gây hậu quả ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. Bản tin 18 giờ 30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Tấn, 43 tuổi, trú tại phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, để điều tra hành vi chống người thành công vụ, trước đó tại ngã tư hai bà trưng hoàng văn thụ tổ công tác của cảnh sát giao thông công an nha trang lập biên bản xử lý một phụ nữ đi xe máy vào đường ngược chiều không có giấy phép lái xe không có gương chiếu hậu quá trình xử lý nguyễn mạnh tấn là anh trai của người vi phạm xuất hiện dùng nhiều lời lẽ xúc phạm tổ công tác đối tượng đã đạp đổ xe lấy ra một cây côn nhị khúc đe dọa sau đó tấn công vào đầu một cán bộ công an rồi bỏ chạy Thời gian gần đây, nhiều cá nhân cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn từ những người tự xưng là cán bộ tòa án thông báo liên quan đến vụ án nhằm lừa đảo, đồng thời gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ảnh hưởng đến uy tín quá trình làm việc của tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Đây là thủ đoạn mới rất dễ bị tội phạm áp dụng tại nhiều địa phương, do vậy người dân cần cảnh giác khi gặp những trường hợp tương tự cần khẩn trương thông báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ. Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự án cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc có vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng đang gặp nhiều khó khăn trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng. Theo thông báo của Ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, đất nằm trong diện thu hồi dự án cầu Thạch Bích thì không được mua bán chuyển nhượng nhưng nhiều hộ dân tại đây vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho đăng ký mua bán chuyển nhượng sau ngày có thông báo thu hồi đất. Theo kế hoạch, vào tháng 9 năm nay, cầu Thạch Bích sẽ được đưa vào sử dụng, nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án đền bù cho 16 hộ dân, do các giấy tờ đều được cấp sau ngày có quyết định thu hồi đất và chủ đầu tư không có căn cứ để bồi thường. Nha Đam còn được gọi với cái tên lô hội – là cây trồng cạn, sinh trưởng và phát triển tốt ở khu vực có số ngày nắng trong năm cao. Hiện nay diện tích trồng nha đam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt trên 330 ha, năng suất 1.400 tạ một ha. Sản lượng đạt hơn 46.000 tấn một năm. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người trồng nha đam, Ban Chỉ đạo Phát triển Sản phẩm Đặc thù tỉnh Ninh Thuận đã triển khai xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nha đam Ninh Thuận, góp phần quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường cho sản phẩm này. Thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản như rau củ quả của Đà Lạt, Lâm Đồng đã bị rớt giá thê thảm, khiến nông dân rơi vào cảnh khó khăn. Nguyên nhân là do nông sản giá rẻ cùng loại có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập về Lâm Đồng ngày càng nhiều. Sau đó, mạo danh nông sản mang thương hiệu Đà Lạt rồi xuất đi tiêu thụ một số thị trường lớn trong nước. Hiện tại, hầu hết các loại nông sản của Trung Quốc được nhập về Lâm Đồng có giá chỉ bằng từ 20-30% so với nông sản cùng loại được sản xuất tại Đà Lạt và các vùng lân cận. Điều này khiến nông sản Đà Lạt vốn chiếm ưu thế lớn trên thị trường đã kém thế cạnh tranh so với nông sản cùng loại có nguồn gốc từ Trung Quốc ngay tại sân nhà. Đoạn cua ngoặt nguy hiểm nhất trên đèo Khánh Lê nằm trên tuyến quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt vừa được đầu tư nâng cấp mở rộng để giảm bớt nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Đây là đoạn cua ngoặt thường xảy ra tai nạn chết người do một bên là vách núi đá, một bên là vực sâu thẳng đứng có độ cao gần 1.000 mét. Hiện đoạn cua ngoặt này đã được mở rộng, ta luy âm phía vực đã được đổ chất hàng ngàn tảng đá lớn tạo thành một bức tường đá ôm theo đoạn cua. Phòng trường hợp các phương tiện khi xuống dốc bị đất phanh sẽ không bị rơi xuống vực. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 giờ tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi đến chương trình theo địa chỉ. Bản tin 18 giờ 30 gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 36 36. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.